nay anh Ban giúp tôi làm kiếm cái chuồng gà này nhé, để chút nữa tôi sẽ đi chợ mua ít gà về nuôi. Rồi, thế cô cứ đi đi, tôi làm xong cái này tôi cũng đi tìm mẹ tôi mà. Cái chỗ lưới này cũng vừa đấy anh Ban ạ, nó chỉ thừa một ít thôi. À thế à, thế tốt rồi nhỉ. Anh Ban đưa giúp tôi mấy cái dây thép ấy. Đây bịt vào đây là nó sẽ kín này. Nguội nấm thế nhỉ. Ngủ rồi. Ôi thế mình lại ngủ quên rồi à? Sáng rồi ấy. Chán quá, ở cái khu hẻo lánh này chả có người qua lại thế này thì chả biết xin việc ở đâu được bây giờ. Đói quá từ tối hôm qua đến giờ chưa được ăn gì. Mà nhà thì chả có cái nồi nhiều gì nấu. Làm nào được bây giờ nhỉ? Ôi mỏi quá, tháng gà này. Đi rửa mặt đấy đã. Nhìn cái nhà cái bếp này đã thấy chán rồi. Thế mà tại sao mình ở từ hôm qua đến giờ cũng không thấy chủ nhà về nhỉ? Không biết chủ nhà đi đâu nhỉ? Nhưng mà ăn sáng rồi chắc có cái gì nấu ăn. Chắc có cái gì, chán quá. Áo cũng hồi quá rồi. Hôm nay không biết cô Xuân cô có nhà không thì mình đi đến nhà cô lấy mấy bộ quần áo về để mặc chứ không. Áo mặc mấy ngày này hôi quá. Khả năng sáng nay cô Duyên cùng con trai mình, một là đi tìm mình, hai là cô ấy cũng đi thu hoạch rồi đấy. Mình đi đến để mình lấy quần áo thôi. Cũng sắp nắng rồi, mình phải đi tranh thủ tí cả nắng. Đâu anh ướm thử xem nó đã vừa chưa nào. Cái này cũng xong rồi đấy cô ạ. Vâng, anh cài vào thử xem đã chắc chắn hay chưa. Cô Duyên ạ, bây giờ cửa đây cũng đã làm xong rồi. Khả năng là tôi cũng phải đi tìm mẹ tôi ở một vài chỗ nữa, xem có thấy không. Nếu mà không thấy thì để tôi còn báo chính quyền địa phương để cho họ tìm giúp tôi nữa. Vâng, thế vậy để tôi cũng đi chợ mua ít gà anh nhé. Vậy cô cứ đi đi nhé. Anh đóng lại giúp tôi đó. Vâng. Thôi anh đi đi cả muộn. Rồi, mà cô đang nấu cái gì đấy? Tôi đang định nấu một nồi cơm để tí
tôi đi chợ mua gà về thì trưa chúng ta sẽ ăn. Nay cô nấu cơm sớm nhỉ? Vâng. Thôi anh đi đi. Vâng, tôi đi nhé. Vâng. Hôm nay mình không biết mình tìm mẹ ở đâu bây giờ. Mãi đường rừng bây giờ mới đi ra được cái đường hẳn hoi tí. Có ai đây không? Có ai đây không nhỉ? Ông nhà nào giàu như phần chuối đẹp quá nhỉ? Hẳn đang có mấy quả chuối to to kia, mình vào mình ăn trộm mấy quả để ăn. Đói quá. Đi ra ở này không có chỗ nào. Thế nào mà làm rằng hàng rào kín thế không biết. Không có cái chỗ nào để chui được vào này. Để lấy quả để ăn. Rồi may quá có cái chỗ này rồi. Tìm mãi từ nãy bây giờ không thấy có. Ủa mày quá, quả chín rồi. Ủa thấy đang đói ngọt quá. Ngon quá. Đúng là số mình may, đi đâu cũng gặp may. Trai mình đến ở cùng với mình, không phải phụ thuộc cô Duyên. May quá không có ai bắt được mình đi thôi. Mình phải đến nhà cô Duyên để lấy quần áo, không là tí nữa cô về cô lại nhìn thấy mình.
Bác có nhìn thấy một người phụ nữ mà mặc áo hoa mà cao khoảng tầm này, người hơi đậm đậm một chút đi qua đây không bác? Không, người ta không nhìn thấy. Vâng ạ, cảm ơn bác nhé. Rồi, rồi. Mãi không thấy. Cái này thì tìm mẹ mình khả năng là hơi khó. Khả năng là nhờ chính quyền địa phương họ tìm giúp rồi. Chứ không thì để lâu quá thì rất là nó có pháp luật. Biết giờ này cô Duyên có nhà không nhỉ? Không biết cô Duyên có nhà không nhỉ? Không thấy có động tĩnh gì. Chắc chắn là cô ta không có nhà rồi. Mình đi vào lấy bộ quần áo xong rồi đi ra nhanh. Đóng khóa cửa thế này thì vào lấy cái quần áo làm sao được bây giờ. Không biết cô đi đâu không biết. Làm nào mà lấy được bây giờ nhỉ? Ôi khóa chặt quá bây giờ, làm nào cậy được bây giờ. À đây rồi, chỗ này được rồi. Hợp lý đấy, sao một chèo. Có chèo quá nhỉ. Đây đúng quần áo của mình đây rồi. Đúng là quần áo của mình rồi. Thôi mình phải đi đây thôi, là cô ta về cô ta biết. Mình đang đói. Thế nào sờ đến cái gì cũng hết thế này. Còn cái gì? À đây rồi. Thôi mình lấy tạm can nước mắm này về ăn. À đây nữa rồi, còn mì chính này nữa, mình lấy tạm về ăn. Mình xem ở đây con có gì, ông lấy về để ăn.
đây rồi, coi là hai món mì tôm này mình lấy về ăn tạm đã. Có gì ăn được mình lấy hết. Mình lấy ít đây, thằng nào cũng ăn tiếng. Mình sẽ không quay về đây nữa. À quên mất, còn cái nồi gì trên bếp đây. À, trong nồi vẫn còn cơm. Mình lấy thế thôi, xem cô ta về cô ta lại biết. Hồi này lấy cái này vừa để nấu. Mẹ nó đi. Bỏ mẹ nó cái món. Mất một ngày nữa mình không tìm được mẹ rồi. Nom giống mẹ mình thế nhỉ? Rất là giống luôn. Đúng rồi, nhìn đúng là mẹ mình rồi. Thảo nào mình đi tìm mấy ngày hôm nay không biết là mẹ mình đi đâu. Mà sao mẹ mình lại lấy hết đồ đạc nhà Duyên đi đâu nhỉ? Mình phải theo dõi xem mẹ mình đã có ý đồ gì rồi. Và mẹ mình lại làm ra những cái chuyện như thế này được. Mà mình cũng không hiểu mẹ mình đang suy nghĩ gì nữa. Cô Duyên đối xử với mẹ con mình tốt như thế mà mẹ ơi mẹ đang nghĩ gì vậy? Chị có hai cái sọt gà này đẹp thế, chị có bán không ạ? Chị đang mơ lên chợ để bán đấy, em không mua thì chị để lại cho. Vâng, chị hạ xe xuống để em xem với. Đấy em xem đi. Chị bỏ cái dây này ra cho em xem với ạ? Ông xã chị chẳng chắc quá đâu. Em có xem cá không? Thôi em nhìn ngoài này cũng được rồi chị ạ. Đâu, chị cứ mở ra cho em xem mà thiết mua thì vừa bán. Vâng. Em mà cùng nhau mua. Ông xã chị cũng làm lắm. Xem không? Cứ xem đi, nếu được để chị để cho chị bố phải lên chợ. Vâng. Cái gà này của chị lên chợ người ta mua ngay lắm. Gà này nuôi được mấy tháng rồi chị? Gà này chị nuôi được 4 tháng rồi đấy. Tiền ăn thóc thôi. Cũng đẹp đấy chị nhỉ? Thế chị bán bao nhiêu tiền một cân ạ? Không bán theo cân mà tôi bán theo con cô ạ. Thế bao nhiêu tiền một con hả chị? Ừ, tôi bán 100.000 một con. Thế ở đây có mấy con chị để cho em nhá? Chỗ này chả biết ông xã tôi bắt hình như là 8 con hay sao cô ạ. Vâng, thế chị để hết cho em nhá. Ừ, đấy thì cô xem gà đấy thì nó chỉ được như thế thôi. Cô thích thì tôi để lại cho. Vâng. Ừ, nhưng bây giờ em này không có cái gì để gà chị ạ. Ấy thì tôi có để cho cái sọt này cho cô dùng.
cô lấy một bê nó về thôi. Vâng. Đấy, 8 con thì 800. Vâng. Thế để em gửi tiền cho chị nhá. Năm nào để cô ấy hết được à? Tí nữa em sẽ đeo được hết chị ạ. Bây giờ em gửi tiền cho chị nhá. Đây, 800 em gửi chị ạ. Cô cũng dễ dãi này, cô tôi ra hàng cho cô để cô về cô nuôi nó cho nó ăn nhớ. Vâng, thì em cảm ơn chị nhá. Xuống đây hộ em vậy ạ. Thế cô ấy đi, tôi chào vào cho cô. Vâng. Cho một xọt trên đây chứ làm nào để cô ấy được. Đây còn một xọt thịt bê, đem lại cho bố con. Vâng. Em đi từ trên đây chị ạ. Còn xa đây không? Nhà em mà đi hết quả đồi này là sẽ đến thôi chị ạ. Ừ, thôi cố gắng. Vâng. Hay tôi có ấy thì tôi trở về cho. Thôi không cần đâu ạ, chị bận việc gì thì chị cứ làm đi ạ. Em sẽ trở về đấy. Thế cô buộc tôi chắc chắn là. Dạ. Đây chị nhắc lên lưng giúp em đi. Người coi coi mà đeo khỏe hết. Về mới chủ mới nhá. Vâng. Thế em xin nhá, em chào chị ạ. Ok. Đi cẩn thận nhá. Vâng, thế em chào chị ạ. Ôi dồi ôi, thì gà thì không biết có được không. Vất vả quá. Ôi dồi, may quá. Cũng đã về đến nhà mình rồi. Hóa ra là mẹ mình ở đây à? Thảo nào mình đi tìm. Phước nhớ ngày hôm qua không thấy. Mày qua lấy cái đồ này, cô đem về có cái đồ nấu nước ăn. Không phải lo lắng gì đến đồ. Thôi mình đi ra suối lấy ít nước nấu với mì tôm mình. Đói quá rồi. Mẹ, sao con lại ở đây? Mẹ đang làm gì ở đây đấy? Mẹ làm gì là việc của mẹ, sao con lại đến đây? Mẹ nói như vậy, mẹ có biết rằng là mấy ngày hôm nay con đi tìm mẹ vất vả khắp nơi không? Mẹ đã tìm được chỗ ở mới rồi. Cái ngôi nhà này á là người ta bỏ lâu rồi, người ta không ở. Thì bây giờ con dọn đến đây ở cùng với mẹ. Mẹ ơi, thế nếu như ngày hôm nay mà con không về kịp ấy, thì con không chứng kiến được cảnh này thì mẹ lại với cô Dê lại hiểu lầm nhau. Lần trước mẹ đã ăn trộm gà của cô ấy rồi. Sau bây giờ mẹ còn ăn trộm đồ dùng cá nhân, nồi niêu xoong chảo của cô ấy. Thế mẹ nghĩ như thế có được không mẹ? Là mẹ cũng không định về để mượn đồ của cô đấy đâu. Mà mẹ chỉ về để lấy quần áo. Nhưng mà bây giờ mẹ không có cái nồi niêu nào thì mẹ mượn tạm của cô đấy để mẹ dùng tạm thôi đã. Xong đoạn con đi làm có tiền mua về thì lại trả cô đấy. Thế mẹ mượn của cô ấy hay là mẹ định chiếm đoạt đồ của cô ấy, con thấy như thế là đúng hơn đấy. Không, mẹ mượn của cô đấy thôi. Mẹ mượn của cô ấy có ở nhà không? Cô đấy không có ở nhà nhưng mà mẹ mượn mẹ lấy bớt thôi chứ mẹ không lấy hết. Đang làm con quá thất vọng về mẹ. Mẹ bây giờ con chỉ cần mẹ đi quay về với con để xin lỗi cô ấy thì mọi chuyện con nghĩ là sẽ ổn hơn rất nhiều đấy. Mẹ không làm được việc đấy. Mẹ đã có nhà ở mới đây rồi. Con dọn đến đây ở cùng với mẹ, không phải phụ thuộc theo cô đấy. Không thể ngờ là mẹ đã nghĩ như vậy được. Mẹ đúng là hết thuốc chữa rồi. Còn đồ đạc này hôm nay con sẽ lấy về để trả cho cô ấy. Không bao giờ con để mẹ hành động như thế đâu. Con không thể thế được. Mình thế mà con lấy về con giả cô đấy thì mẹ lấy gì để mẹ nấu ăn? Đấy là việc của mẹ, nhưng đây là đồ của cô ấy, con không bao giờ con để mẹ lấy đâu. Đồ của cô đấy thì cô đấy khác, không có, cô ấy khác mua đồ khác. Con không biết, con không bao giờ giải thích với mẹ nhiều đấy. Con để đấy cho mẹ. Con có biết là hôm nay mẹ khó khăn lắm mới lấy được những thứ này không? Nếu mẹ còn nói vậy con sẽ bảo cô Duyên đến đây để lấy đồ đấy. Con không được như vậy, bây giờ mẹ đẻ con ra, bây giờ con lại phản bội mẹ thế à? Con vẫn nghe lời mẹ, thế nhưng cái điều đó phải đúng, phải chuẩn thì con mới nghe theo. Bây giờ con đủ lớn rồi, con tự biết cái gì là đúng là sai.
đây mẹ cũng chỉ là mượn tạm của cô đấy thôi, để mẹ dùng tạm thôi. Bây giờ con bảo bây giờ mẹ có chỗ ở mới, bây giờ mẹ không có tiền, mẹ không có đồ dùng, thế bây giờ con lấy về con trả cô đấy, tối nay mẹ ăn bằng cái gì? Mẹ làm con quá thất vọng và mất mặt thì với cô ấy đi bây giờ đấy. Cô đấy không thể biết được, con không nói cô đấy không thể biết được. Bây giờ mẹ nên theo con về để xin lỗi cô ấy. Không, mẹ không đi. Con muốn đi thì con cứ đi đi, còn đồ đạc để lại đây cho mẹ. Mẹ có chắc là để đồ ở đây không ạ? Con để đây cho mẹ, để cho mẹ tối mẹ lấy cái nồi nấu nướng ăn. Mẹ có biết rằng mẹ làm những cái việc này khiến lương tâm của con rất là có lỗi với cô Duyên không? Mẹ chỉ mượn của cô đấy thôi chứ mẹ có lấy của cô đấy đâu. Con không có nhiều lời mẹ đâu. Mày mà còn về mang thả cô đấy nhá, thì mày cứ ở luôn hẳn đấy với cô đấy đi nhá. Mày đừng có đến đây gặp mẹ nữa nhá. Coi như mày cứ ở đấy mà lấy cái nghèo hèn của cô đấy đi nhá. Mua được mấy con gà này đẹp quá. Không biết muộn như này anh Ban đã rồi. Cố gắng kiếm thêm ít tiền để mua thêm ít gà nữa rồi nuôi. Đi đường xa này có vẻ chắc nó cũng đói đâu. Lấy cho nó ít gạo cho nó ăn. Sao ai lại dỡ cái thanh cửa sổ như mình thế này? Hay là có trộm nhà? Mình xem trong nhà có mất tiền gì không đã. Đồ đạc ba đũa trong này đâu hết rồi nhỉ? Ôi cả lồi liêu nữa. Sao ai đã đến đây lục lọi gì nhỉ? Chắc chắn là phải có người đến đây lục lọi đồ của mình rồi. Quần áo mà của mẹ anh Ban đâu rồi nhỉ? Không lẽ nào lại là cô ấy nhỉ? Sao chối mất khắp sân thế này nhỉ? Đây đúng là lón của mình mà mẹ anh Ban đã đội đi rồi mà. Nhưng sao chối lại vương vãi khắp nơi thế này nhỉ? Đã có chuyện gì xảy ra rồi? Hay là cô ấy đang ở đâu quanh đây? Lần này thì mình chắc chắn là bà ấy rồi. Được rồi, tí nữa mình sẽ chờ anh Ban về. Lần này chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho bà ấy rồi.
con đứng lại đấy. Đây, mẹ xem đi. Đây, cơm này lúc sáng cô ấy nấu đấy, mẹ ăn được, mẹ ăn đi. Đây, ăn đi. Mày này quá đáng với mẹ lắm rồi đấy nhá. Đây, mì tôm này, nhà cô ấy đã nghèo như thế rồi, có gói mì tôm mẹ cũng lấy là sao? Vì mẹ đói quá, mẹ không có cái gì ăn, thì mẹ bắt buộc mẹ phải lấy. Mẹ ơi, mẹ bây giờ sống khác quá rồi, không còn là mẹ của con như ngày xưa nữa rồi. Mẹ phải biết rằng ngày xưa mình mới đến đây, cô ấy đã cưu mang hai mẹ con mình như thế thì mới có mẹ con mình ngày hôm nay. Mẹ có hiểu như thế là đúng không? Thế nhưng mà bây giờ mẹ đói quá, mẹ có thể hiểu cho mẹ như thế chứ? Mẹ đói rồi mẹ không thể nào mà mẹ làm những cái chuyện như này để đối xử tệ bạc với cô ấy như thế được. Thế bây giờ con bảo là để mẹ chết đói để mà con mang về cho cô này à? Thế bây giờ con muốn đi thì con cứ đi đi, còn đồ đạc để lại hết đây cho mẹ. Không được, đồ đạc của cô Duyên con sẽ mang về để trả cho cô ấy. Con không để cho mẹ lấy đồ của cô ấy như thế được không? Đấy con mà đi thì con đi luôn đi nhá, con đừng nhìn mặt mẹ nữa. Rồi không mẹ. Có mẹ con gì với con nữa. Mẹ muốn làm sao cũng được. Cái vì vô ta mà nó còn không nghe lời mẹ nó nữa rồi. Bực mình quá mất rồi. Con với cả cái đến miếng ăn của mẹ nó ăn cũng không ngon. Bây giờ bực quá mất rồi, phải làm thế nào được bây giờ đây? Bây giờ mà nó mà về nó nói với cô Duyên thì mọi chuyện sẽ bại lộ ra hết rồi. Thế nó bực mình. Bây giờ gói mì tôm sống phải ăn. Con với cả cái không thương mẹ nó chút nào. Thôi mì tôm sống phải ăn đã. Hôm nay vội vàng quá, làm rơi mất nảy chuối. Mất cả ăn. Giờ mình lấy đâu ra nồi để còn nấu ăn bây giờ. Mà mình cũng không ngờ là cô ấy lại đối xử với mình như vậy. Anh Sùng đúng là anh ấy cũng nói thật. Mình không nên tin cô ấy quá nhiều. Mà cô ấy đã bỏ đi rồi mà vẫn quay về đây để lấy đồ của mình được. Mình không thể ngờ được là cô ấy lại làm như vậy. Mình sẽ phải đề phòng nhiều hơn. Chứ cứ đi thu hoạch mà nhà cửa mình không thấy yên tâm một chút nào. Không biết anh Ban anh đi tìm cô ấy sao đến giờ này vẫn chưa thấy về. Tí nữa mình về mình cũng sẽ nói chuyện này với anh ấy. Mình sẽ không bỏ qua cho cô ấy được. Tôi để đây đã. Sao anh lại lấy nồi với cả đồ của nhà tôi đi đâu thế này? Cô nghe tôi nói đó, tức là sáng nay ấy, lúc tôi trên đường về để đi tìm mẹ tôi ấy, thì tôi đã bắt gặp mẹ tôi đã lấy cái đồ này của cô để mẹ tôi mang đi sử dụng đồ làm đồ riêng của mẹ tôi. Sao mẹ anh lại có thể làm chuyện như vậy với tôi được? Thôi bây giờ anh mang vào bếp cất đồ đi cho tôi, xong rồi ra đây tôi nói chuyện với tôi. Rồi, để tôi cất đồ nhé. Tôi biết rằng là cô đang rất tức giận nhưng mà cô hãy nghe tôi nói chuyện một lúc anh nhé. Thế có chuyện gì anh cứ nói đi cho tôi biết xem nào. Hiện tại là tôi không có lòng kiên nhẫn được nữa rồi. Thực ra thì tôi cũng rất thất vọng về những cái việc mà mẹ tôi đã làm với cô. Nhưng mà tôi cũng không biết là xử sự như nào để cho nó hợp lý nữa. Mong cô là cũng thông cảm cho tôi. Tôi đã quá thất vọng về những hành động của mẹ anh. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng là sẽ tha thứ cho những cái hành động trước đây của bà ấy. Nhưng đến bây giờ thì tôi sẽ không bỏ qua được đâu. Tôi biết rằng là cái điều đó rất khó để chấp nhận được. Nhưng mà tôi cũng rất mong là mẹ tôi sẽ về đây để xin lỗi cô. Như vậy có được không cô? Thế vậy tại sao hôm nay anh đến gặp cô ấy
mà anh lại không bảo cô ấy về đây nói chuyện với tôi. Cũng nói chuyện với mẹ tôi để mẹ tôi về xin lỗi cô, nhưng mà mẹ tôi nhất quyết không về cô ạ. Tôi rất là khó xử. Thế vậy hiện tại mẹ của anh đang ở đâu? Mẹ của tôi thì ở ngay bên kia đồi cả cô cả. Mẹ tôi đã tìm được một cái nhà hoang người ta không ở, nên mẹ tôi đã ở tạm đấy rồi cô ạ. Thế bây giờ anh có thể đưa tôi đến đấy được không? Mà thôi cô ạ, tôi biết rằng cô đang rất là nóng giận, nhưng mà trời cũng sắp tối rồi, đi trời tối rất nguy hiểm. Thôi để sáng mai tôi đưa cô đến nhé. Kể cả bây giờ tối, anh cũng phải đưa tôi đến đó. Tôi muốn gặp cô ấy, ngay bây giờ. Thôi cô Duyên ạ, tôi xin cô đấy. Bây giờ muộn rồi, thôi để sáng mai tôi đưa cô đi được không? Tôi hứa là tôi sẽ làm. Không được. Cái lỗi này là một phần của tôi đi, cho tôi xin lỗi cô nhé. Anh thì làm gì có cái lỗi gì ở đây, lỗi là ở mẹ anh ấy. Anh thì rất là tốt với tôi, nhưng mà anh xem mẹ anh đã làm gì vậy? Thì cô cứ cho tôi xin đi, vì bây giờ mẹ tôi đã như vậy rồi thì tôi cũng chẳng biết làm như nào cả. Thôi nhé. Thôi, bây giờ anh nói như vậy thì tôi cũng rất nể anh, bởi vì trước đây anh đã cứu tôi lúc tôi gặp hoạn nạn. Nên là ngày mai á, tôi cũng muốn anh là đưa tôi đến đó để gặp mẹ anh, nói chuyện cho nó rõ ràng. Tôi nhất trí với quan điểm như này thôi. Còn bây giờ tôi sẽ đi vào trong nhà để kiểm tra xem mẹ anh còn lấy những thứ gì của tôi nữa. Đây, anh xem đi. Xem mẹ anh đã làm gì với cái ngôi nhà của tôi đây. Tôi không ngờ là mẹ tôi có thể nghĩ ra chiều phá hoại như mẹ của cô được. Thôi để tôi lắp lại cho cô nhé. Tôi đã thật sự là rất thất vọng về mẹ của anh rồi. Để tôi đi kiểm tra những chỗ khác nữa. Cô bớt cái gì không cô? Tôi đang kiểm tra. Cô cứ kiểm tra kỹ xem có mất cái gì không nhé. Vâng. Anh vào đây xem đi. Sao vậy cô? Anh còn gì để nói với tôi nữa không? Đây, anh xem nồi cơm tôi nấu lúc sáng đây. Mẹ anh đói đến cái mức nào mà lại phải lấy hết cả cơm của tôi như thế này. Cảm thấy rất xấu hổ về những việc như này mẹ tôi đã làm với cô. Rất mong là cô có thể bình tĩnh để tôi sẽ bảo mẹ tôi về xin lỗi cô nhé. Thế bây giờ anh bảo tôi lấy cơm ở đâu để ăn bây giờ? Tôi sẽ nấu cho cô một nồi cơm mới. Thôi, bây giờ tôi cũng không có tâm trạng đâu để ăn nữa cả. Đây, anh xem đi. Cả mấy gói mì tôm và tất cả gia vị để nấu ăn mẹ anh cũng lấy hết của tôi. Thế bây giờ tôi lấy gì để tôi dùng đấy bây giờ? Tôi mong cô bớt giận, để đến sáng mai tôi sẽ đưa cô lên đấy và lấy lại tất cả những đồ dùng mà của cô đã bị mất do mẹ tôi lấy cô nhé. Đây anh xem này, tất cả những đồ chai lọ của tôi mẹ của anh đã vứt hết ra ngoài nền nhà đây này. Rồi thì tôi sẽ mang lại tất cả những đồ cô về trong ngày sáng mai nhé. Tôi thấy rất là bực mình đấy. Chưa bao giờ thấy cô Duyên cô ấy tức giận đến như vậy. Chỉ vì những cái việc mẹ mình làm mà khiến cô ấy phải đau buồn và tức giận như thế. Mình cảm thấy rất là có lỗi với cô ấy. Cô Duyên ơi, cô đang làm gì đấy để tôi làm giúp cô nhé. Thôi tôi không cần anh giúp đâu, tôi sẽ tự làm được. Anh làm gì thì anh cứ làm đi. Tôi nghĩ là cô nên nghỉ một chút đi, tôi làm giúp cho cô đỡ mệt thôi mà. Không, tôi muốn tự tôi làm thôi. Tôi vào tôi nấu lại nồi cơm để chúng ta cùng ăn nhé. Tôi không ăn đâu, anh ăn thì anh cứ nấu ăn đi. Tôi cứ đặt nồi cơm đến lên đấy, lúc nào mà cô đói thì chúng ta cùng ăn được không? Vâng.
thấy là Duyên đã tức giận thật rồi. Nếu như đặt địa vị vào cô ấy thì mình cũng như vậy thôi.